Ban Nha vô địch World Cup này. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận bán kết đầu tiên mà Tây Ban Nha là đội đã chiến thắng một cách quả cảm và nghẹt thở, huấn luyện viên Jorge Vaya đã tập hợp tất cả các cầu thủ của mình lại ngay trên sân cỏ ở khu vực giữa sân. Thế rồi, vị huấn luyện viên 42 tuổi này nói một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa và cảm hứng, giờ đây, chúng ta muốn tất cả mọi người cùng đổ xô ra phố sau thắng lợi ở trận chung kết. Thông điệp thật rõ ràng. Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên vô địch World Cup nữ và cả nước Tây Ban Nha sẽ đổ xô ra các con phố chính của các thành phố lớn, các quảng trường, trong một niềm vui bất tận. Họ đã như thế, tràn ngập tình yêu bóng đá và niềm vui lớn sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, rồi 2 năm sau đó là chức vô địch Euro 2012. Nhưng đó là bóng đá nam, còn bây giờ là bóng đá nữ, sẽ là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ của một quốc gia mà bóng đá nữ đã trở thành một hiện tượng lớn. Bởi đây mới là lần thứ 3 liên tiếp họ có mặt trong vòng chung kết World Cup nữ. Chúng ta sẽ sớm biết điều đó vào chủ nhật này, ở trận chung kết tại Sydney. Sẽ có rất nhiều điều để nói về thành công của bóng đá nữ Tây Ban Nha khi trận chung kết còn chưa diễn ra, vì vào đến chung kết với một đội tuyển trước đó chưa từng vượt qua vòng 16 đội đã là một sự thành công đáng ngưỡng mộ. Việc Tây Ban Nha đi xa đến thế này có sự đóng góp rất lớn của sự đầu tư từ các câu lạc bộ trong nước. Đặc biệt là hai đại gia Barcelona và Real Madrid, những đội bóng chiếm 3/4 số tuyển thủ trong đội hình xuất phát. Hai đội bóng hàng đầu ấy đã dành nhiều công sức nhất cho bóng đá nữ Tây Ban Nha và thành quả chúng ta đã thấy rồi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là hình mẫu để thế giới noi theo. Nhưng đó chỉ là hình mẫu về phát triển thể thao và thành công của Tây Ban Nha trên sân cỏ là kết quả của nỗ lực tột cùng của tất cả mọi người. Còn ở một góc độ khác, góc độ con người, câu chuyện sẽ khác hơn, đến mức một vài cây bút bình luận bóng đá nữ nổi tiếng còn cho rằng nếu Tây Ban Nha vô địch đó không phải là một điều thực sự tốt đẹp. Nhà báo Nancy Amor của tờ USA Today cho rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFIF và huấn luyện viên Jorge Vaya không xứng đáng được hưởng công sức của các cầu thủ vì họ đã không tôn trọng cầu thủ của mình. Thành công hiện tại của Tây Ban Nha, theo Nancy Amor, là từ công sức đóng góp mang tính nền tảng từ những cầu thủ bất mãn với ông. Những người không hề nổi loạn như AFIF đã mô tả theo kiểu tìm cách đẩy Vaya đi mà chỉ mong được đối xử tốt hơn. Điều gì đã xảy ra? Tháng 10 năm ngoái, 15 cầu thủ đã đệ đơn lên AFIF đòi hỏi họ quan tâm hơn nữa đến tình trạng tập luyện và sinh hoạt của các cầu thủ. Họ cho rằng huấn luyện viên Vaya đã quá nghiêm khắc. Báo chí Tây Ban Nha viết rằng Vaya đã bắt các cầu thủ phải mở cửa phòng khách sạn để ông có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào, rằng Vaya và trợ lý thậm chí đã thỉnh thoảng khám túi của các cầu thủ. Họ kêu ca về việc phải di chuyển trên những chiếc xe buýt tồi tàn, về trang thiết bị thiếu và cũ kỹ cũng như những hành xử thiếu chuyên nghiệp của Vaya, người đã dẫn dắt Tây Ban Nha từ năm 2015. Sẽ có rất nhiều điều để nói về thành công của bóng đá nữ Tây Ban Nha khi trận chung kết còn chưa diễn ra, vì vào đến chung kết với một đội tuyển trước đó chưa từng vượt qua vòng 16 đội đã là một sự thành công đáng ngưỡng mộ. Việc Tây Ban Nha đi xa đến thế này có sự đóng góp rất lớn của sự đầu tư từ các câu lạc bộ trong nước. Đặc biệt là hai đại gia Barcelona và Real Madrid, những đội bóng chiếm 3/4 số tuyển thủ trong đội hình xuất phát. Hai đội bóng hàng đầu ấy đã dành nhiều công sức nhất cho bóng đá nữ Tây Ban Nha và thành quả chúng ta đã thấy rồi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là hình mẫu để thế giới noi theo. Nhưng đó chỉ là hình mẫu về phát triển thể thao và thành công của Tây Ban Nha trên sân cỏ là kết quả của nỗ lực tột cùng của tất cả mọi người. Còn ở một góc độ khác, góc độ con người, câu chuyện sẽ khác hơn, đến mức một vài cây bút bình luận bóng đá nữ nổi tiếng còn cho rằng nếu Tây Ban Nha vô địch đó không phải là một điều thực sự tốt đẹp. Nhà báo Nancy Amor của tờ USA Today cho rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFIF và huấn luyện viên Jorge Vaya không xứng đáng được hưởng công sức của các cầu thủ vì họ đã không tôn trọng cầu thủ của mình. Thành công hiện tại của Tây Ban Nha, theo Nancy Amor, là từ công sức đóng góp mang tính nền tảng từ những cầu thủ bất mãn với ông. Những người không hề nổi loạn như AFIF đã mô tả theo kiểu tìm cách đẩy Vaya đi mà chỉ mong được đối xử tốt hơn. Điều gì đã xảy ra? Tháng 10 năm ngoái, 15 cầu thủ đã đệ đơn lên AFIF đòi hỏi họ quan tâm hơn nữa đến tình trạng tập luyện và sinh hoạt của các cầu thủ. Họ cho rằng huấn luyện viên Vaya đã quá nghiêm khắc. Báo chí Tây Ban Nha viết rằng Vaya đã bắt các cầu thủ phải mở cửa phòng khách sạn để ông có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào, rằng Vaya và trợ lý thậm chí đã thỉnh thoảng khám túi của các cầu thủ.
Họ kêu ca về việc phải di chuyển trên những chiếc xe buýt tồi tàn, về trang thiết bị thiếu và cũ kỹ cũng như những hành xử thiếu chuyên nghiệp của Vaya, người đã dẫn dắt Tây Ban Nha từ năm 2015. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.